Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Arsenal với Fulham 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8 năm 2022, vòng 4 ngoại hạng Anh. Trở lại ngoại hạng Anh với tư cách nhà vô địch Championship, Fulham đã có sự khởi đầu như mơ. Sau khi lần lượt cầm hòa Liverpool rồi chia điểm cùng Wolves trên thế thắng, Fulham đã được hưởng niềm vui trọn vẹn ở vòng đấu thứ 3 với thắng lợi nghiệt thở 3-2 trước người hàng xóm Brentford. Mặc dù vậy, niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Marco Silva có lẽ sẽ chấm dứt ở vòng đấu tới, khi họ phải đến làm khách trước một Arsenal đang tột đỉnh thăng hoa. Đã từ rất lâu rồi, chính xác là kể từ mùa giải 2009-10, Arsenal mới lại giành trọn 9 điểm tối đa sau 3 vòng đấu đầu tiên tại ngoại hạng Anh. Không chỉ là tập thể duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta còn dẫn đầu về số bàn thắng, ghi được 9 bàn, ngang Man City. Nếu tính thêm cả kết quả ở loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải, The Gunners đã toàn thắng 9 trận liên tiếp. Đáng lưu ý, cả 9 chiến thắng của Gabriel Jesus và các đồng đội đều có tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn. Ngay cả những đội bóng sừng sỏ là Chelsea và Sevilla, cho đến những đối thủ khó chịu như Leicester hay Crystal Palace còn thua tan tác trước Arsenal thì thật khó để Fulham tránh khỏi được một kết cục chết chóc tại Emirates. Nhận định trên càng được củng cố bởi Fulham không sở hữu hàng thủ quá chắc chắn. Trong ngày ra quân, Fulham có 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị Liverpool gỡ hòa và phải chấp nhận chia điểm. Ở cuộc tiếp đón Brentford, đội chủ sân Craven Cottage tiếp tục đánh mất lợi thế dù dẫn trước tới 2-0 và phải nhờ đến pha lập công ở phút 90 của Alexander Mitrovic mới có thể ca khúc khải hoàn. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm, Arsenal chính là khắc tinh của Fulham. Ở 7 trận derby London gần nhất giữa hai đội, Fulham đã phải nhận tới 6 thất bại, trong đó gồm 5 trận thua với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, với tâm thế là đội bóng cửa dưới, Fulham nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự chủ động. Với kèo châu Á, Arsenal chấp 1.5, khá cao, anh em nên cân nhắc cửa dưới. Trước kèo châu Á, Fulham được chấp 1.5 Fulham. Với lợi thế sân nhà cùng hàng công đang thi đấu thăng hoa, 3 điểm dành cho pháo thủ là chuyện không cần phải bàn cãi. Điều mà giới mộ địa quan tâm có chăng chỉ là liệu đội bóng của Mikel Arteta sẽ trình diễn như thế nào, hay tân binh Gabriel Jesus có tiếp tục tỏa sáng hay không mà thôi. Ở trận cầu quá chênh lệch như thế này, đặt cược cho Fulham theo kèo châu Á đã là cả một sự mạo hiểm lớn chứ chưa nói tới việc đầu tư ở kèo châu Âu. Trước kèo châu Âu, Arsenal thắng. Ở thời điểm hiện tại, hàng công của Arsenal chẳng khác nào cơn bão cuốn phăng mọi vật cả. Bên phía đối diện, 2 bàn thắng vào lưới Liverpool, 3 lần xé lưới Brentford và 4 bàn thu phải nhận chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự phóng khoáng của Fulham. Nhiều khả năng, 90 phút sắp tới tại Emirates sẽ diễn ra phóng khoáng. 5 trên 6 trận gần nhất của Arsenal khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. 3 trên 4 trận derby gần nhất giữa hai đội cũng chẳng dưới 3 bàn trận. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 3.0 chọn tài Fulham. Chốt kèo. Kèo châu Á, Fulham được chấp 1.5 Fulham. Kèo châu Âu, Arsenal thắng. Kèo tài xỉu 3.0 chọn tài Fulham. Dự đoán tỷ số Arsenal 2 Fulham 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.